là bà là ví như là một người mẹ luôn rồi, một người mẹ 60 tuổi. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ở đầu video thì xin gửi một lời chúc tốt đẹp và may mắn, bình an tới cho tất cả các bác khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của lại tiếp tục nhận được của bác ạ. Tiếp tục nhận được là phần quà của bà An Phạm, là có gửi cho cháu Lực là cái khoản 100 đô đó các bác. Thì là cho ông của Sử này, cho cháu Lực là 20 đô và 50 đô còn lại thì cho bé Khánh. Thì hôm đấy thì đổi ra là cái tiền đô đó các bác là 24,4. Thì là 50 đô thì bằng là 1.200.000 là 20.000. Và trong đó thì là cháu Lực là mua hai hộp sữa là hết là 700.000, là mỗi hộp là 300. Đặt sữa này thì cháu Lực là mua rẻ hơn một chút của bác ạ. Sữa hôm nọ là một cái sữa mà giúp cho bé Khánh là phát triển về tốt hơn, nhưng mà cũng không lúc nào mình cũng không có lựa chọn là sữa đấy cả. Mình phải thay đổi sữa tùy theo tháng này cũng như là theo độ tuổi của bé nữa. Và số dư còn lại là 500 là 20.000. Thì phần dư này thì cháu Lực sẽ không có mua gì nữa các bác, gửi cho bà Khánh để cho bà Khánh là tự mua quần áo hay là mua thức ăn gì đấy của bác. Sữa thì cháu Lực cũng đã mua lên rồi các bác. Không khí không biết là dưới xuôi các bác như thế nào, nhưng mà không khí ở trên vùng cao, đặc biệt là chú cháu Lực thì là hơi se lạnh một chút rồi các bác. Đi thì còn phải là mặc thêm là những cái lớp áo nữa. Đằng sau cháu Lực thì có một chú là không biết là đang đi đâu đây. Đi đâu đây anh? Đây là đi chở gạch các bác ạ. Đây, vừa rồi thì gặp một đống gạch ở dưới kia. Sữa thì cháu Lực là mua lên là lần này là mua là hai hộp luôn để cho bà Khánh là lần sau không phải mua nữa. Một lọ này thì là không biết là Khánh thì là uống được tầm độ một tháng hay là hơn không có bác. Đây, một tí nữa hỏi thì sẽ biết được. Hay còn bây giờ thì xin mời là các bác là cùng theo dõi hết video của bác nhé, và cùng cháu Lực đi gửi cái phần quà cho bé Khánh. Và xin cảm ơn tới bà An Phạm, cảm ơn tấm lòng, cảm ơn cái sự yêu quý của bà dành tặng tới cho bé Khánh. Đây, vừa ra thì thấy bé Khánh với lại bà là đang ở dưới kia cô bác ạ. Có thêm là một bạn nhỏ nữa, nhưng mà không biết là bạn nhỏ kia là bạn con của ai. Vừa rồi thì thấy bà với lại là bé Khánh thêm là một bạn nhỏ nữa thì đang ở ngoài cô bác, nhưng mà không có mặc quần hay sao ấy. Thì thấy là bà lại cho hai em là đi mặc quần rồi. Mỗi lần là cháu Lực ra đường kia cô bác, nhưng mà hôm nay thì định là đi xuống đường này, nhưng mà thấy là không có đường xuống của bác ạ. Chắc là lại tiếp tục là di chuyển đi ra đường ở bên kia thôi. Sữa này thì là mua ở trên xá là không có của bác ạ. Mua ở tận giấy huyện. Giấy huyện thì mới có được. Xá này thì người ta ở trên xá thì là ít ai bán sữa lắm của bác. Tại vì là ở trên này thì không ai mua sứa đây là nhiều ấy. Mỗi lần mua thì người ta đều đi ra xuống này tận huyện để mà mua thôi.
đường mà hôm nay lên thì là đâu đâu cũng bị sạt là nhiều quá. Này không biết là đi được xe xuống không, chắc là gửi xe đấy đã, một tí nữa quay lại là lên là lấy sau vậy. Xe ở trên trong bản làng thì thoải mái các bác ạ, để thì không bị vấn đề gì cả. Chỉ có sợ là lúc mà trẻ con ấy, lúc mà trẻ con người ta đi chơi về thấy chìa khóa mình là nó là không rút ấy, người ta các bạn nhỏ các bạn rút về xong là cầm hộ về thôi. Xong là tí tâm tìm chìa khóa hơi vất một chút. Hoàn cảnh của bé Khánh thì chắc là một số bác thì theo dõi sau ấy là chưa biết về hoàn cảnh của bé Khánh ấy, thì cho Lực xin phép là tóm tắt lại một chút các bác nhé. Bé Khánh thì là hiện tại là ở với ông bà, là ở cái ngôi nhà mà lập bằng mái tôn pro màu đen đen kia các bác. Nhìn ở bên ngoài thì các bác nhìn thấy là khá là kiên cố các bác nhỉ. Đấy, nhưng mà đi vào bên trong thì không gian rất là hẹp. Nhà ở bên này là nhà phía bên này là nhà bác của Khánh. Mẹ của Khánh ấy, thì trước cháu Lực cũng có lên chia sẻ đợt mà chồng của em Dung thì mới chết ấy. Thì cháu Lực lên chia sẻ thì đợt đấy là đang có em Dung, có mẹ của bé Khánh ấy, nhưng mà sau một cái thời gian thì cháu Lực lên chia sẻ thì không biết là em Dung thì em ấy muốn đi thêm bước nữa đấy các bác. Thì bỏ bé Khánh đi là lúc đấy đó là Khánh là chỉ vừa mới ở cứ xong các bác nhá, được có mấy tháng thôi đấy, chắc là được tầm độ 2-3 tháng gì đấy. Vào nhà của Dung à, vào nhà của bà thì cháu Lực rất là sợ các bác, có chó, có một con chó rất là ghê. Dạ là mỗi lần vào là cứ phải thấp thao thoảng. Này thì chắc là không có chó ở nhà thôi. Thấy bà là với lại thêm là một bạn nhỏ nữa. Bạn nhỏ cái chắc là sợ cháu Lực cái cô bác ạ. Sợ đấy. Này thì vào lại không có cầm theo kẹo rồi. Bà rồi kìa. Không dám vào gần các bác, vào gần thì một tí lại khóc. Ê Khánh nhỉ. Khánh thì cực kỳ đáng yêu. Này chú cho này, chú cho này, cho này. Ê, cho sứa này. Cho sứa này. Đấy. Đấy, cho sứa này. Này. Đấy, cho Mỹ Tú này. Này. Này 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 này. Này này. Này. Lấy nắp ra trước này. Này. Còn là Khánh thì rất là lì các bác, vui như kiểu vô lì đòn đấy. Đấy. Đấy, đây. Tặng cho Khánh này. Này tặng cho Khánh này. Tặng cho Khánh nhá, hơi Khánh. Khánh như là chưa biết đi đâu các bác này, không có sữa mẹ nhưng mà em ấy chân tay là rất là mập mạp này. Có răng rồi đấy các bác ạ, có hai răng rồi. Đấy, sống lớn lên là với lại ông bà thôi. Chụ trẻ con này thì rất là đáng yêu các bác, trẻ con đấy. Đấy, thêm là một lọ nữa này. Đấy. Hơi Khánh cũng lọ bà không? Đấy. Ok hả? Lọ bên đây đây cờ đây đứng một đây à? Nè. Sống bà hả nè. Hả? Sống bà. Buôn là tám bà hả? Ừ, nè. Sống bà hả? Nên đây đứng một đây à? Đi chín đây đường đấy. Nào luôn. Nào ra? Thế là sứa của bé Khánh là hết. Mê chinh sứa à? Thế là bà bảo là không có tiền để mà mua nữa rồi cô bác ạ. Bạn này tắm áp phải pha hơi chiến binh hả? Chú. Đấy. Hát còn non rồi tắm áp hả? Cảm ơn giúp bé, tắm áp bé, cảm ơn giúp bé. Tắm áp, tao xám hả? Bóng phạc mà chiếu là phùng phạc nghiếp thành. Lên làm tức cái này phải chết bạc à? Đấy, lên nâng thơ hà bạc nghiếp thành. Đấy, còn dư là 520.000 của bác thì cho Lực sẽ gửi cho bà. Đấy, này hà bạc có tầm á. Đấy, hà bạc này nó mới nghiếp thành nha. Còn dư là thêm là 20.000 nữa thì cho Lực sẽ gửi cho bà để cho bà là đi mua quần nhão cho Khánh hay là mua thức ăn ấy, thực phẩm ấy. Đấy. Đấy. Ôi giời. Này nhíp thành như tầm á. Đấy.
thơ viên ó. Lấy tám tám bà đây tám pha hơi khánh chiến binh ó. Thế là hết sứa rồi các bác, hết sứa từ lâu rồi ấy, không có tiền đấy. Bạch Khánh thì nhìn trong khuôn mặt này, ý xem nào. Này, này, cho này. Chỉ nhìn thôi. Dẹp đâu là tiếp đâu này. Ồ, thế là ông là lên trên rừng là đi lấy măng của bác ạ, lấy cái măng trúc nhỏ nhỏ kia kìa, để mà đi bán thôi, mua sứa đấy. Nhìn trong rất là lì của bác nha Khánh nha. Đi với bà rồi. Nào, má. Lộ. Má. Lộ. Không đi đâu các bác ạ. Mi năm đạt mẹ ta má pha hơi binh mà. Pha hơi tư thường quan. Bạn nhỏ này là con của con của bác Khánh đấy các bác. Đấy. Tầm ngang tuổi bằng nhau, Khánh thì nhỏ hơn nhưng mà Khánh thì mẹ thì là bỏ rơi đấy các bác. Thành ra là nhìn em mới là tội. Còn bố thì là mất rồi, bị bệnh thành ra là không còn là có khỏi nữa. Tà má ở tốt dân rồi tà má này, tốt thằng tuyết bóng ạ nè. Ở tốt dân lên bàn tà má ạ. Bọc này ó. Bảo bà là pha cho Khánh là một bình nào, cho lực xé hộ bà bóc này. Đấy. Đấy. Bàn tà má pha bính rồi. Tốt rồi Khánh. Đây là cắm hợi tà má cắm đấy mà, cắm bên dân ạ. Tầm mai ở bên farm ạ. Và trong nhà thì các bác nhìn thấy này, cực kỳ là tối, tối thui luôn đấy. Này tầm mai, bạn nhỏ cái thì khóc quá cô bác ạ, thấy cháu Lực là lạ đấy. Còn là Khánh thì là ngồi xuống đất kìa, đấy. Pha tinh thần túi con binh mà tầm mai. Em bảo là pha cho bạn nhỏ cái thêm là một bình nữa. Bạn nhỏ cái thì nhìn trong cũng tội của bác này, nhưng mà còn là bố còn mẹ, còn là Khánh thì không còn nữa. Một cái số phận mà còn là đáng thương hơn cả em Hải nữa cô bác. Em Hải thì đợt đấy là mẹ rời bỏ thì cũng được 6 tháng thôi, còn là bé Khánh này, bé bên này thì là khi mà mẹ bỏ đi ấy, là em ấy được có hơn 2 tháng một chút thôi. Đấy, ngồi rất là ngoan đấy các bác này. Anh cũng biết là bà đi pha sứa cho nên là ngồi im một chỗ luôn. Cũng không biết, chắc là cũng không có xe đẩy gì sao. Đợi cho nó nguội đã. Đấy, mỗi lần pha thì là pha một cái hộp nhỏ nhỏ. Đây thì bà đang đi lấy nước của bác ạ. Cái bình này là trước là cũng được là các bác là yêu quý là gửi lên cho thôi. Nhìn hai bạn thì là một bạn nhìn sợ cháu Lực hơn các bác đấy, sắp khóc rồi. Còn Khánh thì ngồi im re. Có cái bạn là nhỏ cái thì là bạn ấy là hay quấy các bác ạ. Còn Khánh thì là chắc là gặp cháu Lực nhiều rồi, thành ra là em ấy không có sợ nữa. Ôi ôi chị Khánh. Anh ngồi im re này các bác này, rất là ngoan này. Ông với bà thì phải đi bán thóc này, đi lấy củi hay là đi làm gì đấy, xong rồi mới có tiền để mà mua sứa cho bé Khánh. Trông rất là mập mạp đáng yêu. Đang đòi bạn kia là lấy cái nắp. Vẫn đòi tranh nhau. Đây cháu Lực thấy là đây có một cái xe này các bác này. Đây là không biết là xe của bạn nào đây. Này. Chắc là xe của cái bạn lớn lớn bên kia này. Khánh nhìn trong rất là ách ương các bác ạ. Cái xe này thì nó có
cái xe này thì nó có 3 bánh cho nên là không sợ bị ngã cả. Nào đi xe nào, đi xe nào, đi nhà, đi xe nào. Đấy. Cứ nhìn cháu lực chơi cô bác ạ. Hai ông sướng này, đặt nương đặt mấy. Ừ. À thế là còn hơi nóng một chút cô bác ạ, phải muội muội thì mới ăn được. Này. Mới uống được. Đánh xe nào. Một Khánh thì cũng là một mẩu đấy đó các bác, sắp được một tuổi đấy. Sắp được một tuổi đấy nhờ. Này, đi ra kia xong vẫn nhìn là cháu được chưa? Bố tầm mì con em bị tao não này tầm má. Bố tầm mì con em bị tao não này. Ờ. Ê. À, không đẩy là khóc luôn đấy các bác. Thanh niên này. À. Bà là ở nhà là một phần là trong bé Khánh là nhiều, còn là một phần thì trong cả cái bạn nhỏ mà bé bé kia nữa. Không biết là bố bạn nhỏ cái gì đó đi đâu rồi. Bố tắm mía bây giờ này tắm á. Mẹ. Ờ. Thế là bố với mẹ là không lên trên rừng đi lấy đi lấy măng các bác ạ, đi lấy măng về để mà đi bán. Mùa này thì đang là cái mùa măng nữa, không có món đồ chơi nào này. Hôm nào cháu Lực lên thì mót mót ít đồ chơi của em gái của cháu Lực lên. Cháu gái đấy các bác, cháu của cháu Lực đấy. Khi mà bố mẹ, gia đình đã khổ rồi mà bố mẹ lại không có ai ở cạnh nữa. Bố của bé Khánh thì cũng mất đi. Hầu như là hoàn cảnh của Khánh thì cũng giống hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử của bác. Không khác gì luôn đâu cô bác ạ. Cũng có bà này, một mình bà là ông là chăm sóc cho bé Khánh. Hay các bác thì cũng gia đình thì cũng khó khăn, thành ra là không ai giúp đỡ được cả. Những cái món đồ chơi này nhặt được cái gì thì chơi cái đấy thôi. Sữa này thì không biết là đã nguội chưa. Chắc là chưa nguội đâu. Pha một bình nó uống. Ê. Này. Một ngày là uống được phải được tầm độ 2 bình đấy cô bác ạ. Này. Nhìn thấy cháu Lực cầm cái này là khóc. Biết là của Khánh đấy. À, không lẽ à? Này tầm ạ. Ừ. Cho bạn kia xem ạ. À, không cho đâu. Rồi, bạn kia thì khóc luôn. Ra nhà bên cạnh thì là bố mẹ là cũng đi làm hết rồi cô bác, thì là gửi con cho bà trong. Còn ông với bà thì là nhà là ra phía bên này này cô bác này. Hầu như là các bác nhìn thấy là nhà thì đã bị hoàn toàn là làm bằng cái phần nhà chỉnh tường hết. Ở bên kia thì các bác nhìn thấy được rằng là
đã bị nứt một khe mà rất là lớn đúng không ạ? Cái ngôi nhà như này thì không khác gì là ngôi nhà của hai anh em Hải Sử cùng với lại là ông cả. Củi thì ra về phía bên này là lấy được về khá là nhiều đấy các bác này. Có lẽ là củi này là lấy về để mà tích trữ mùa đông dùng dần, hoặc là những cái bó củi này thì có thể là đem đi đi bán đấy các bác. Đấy, Khánh ra phía bên ngoài này. Ê, Khánh thì nhìn vào khuôn mặt là rất là lì các bác ạ. Có thể là một phần nào đấy là em ấy gặp chấn lực nhiều thì em ấy không có khóc nữa, không còn sợ sệt nữa. Mộ của bố Khánh thì là được nằm là tít xuống cái kia các bác, không biết là chấn lực zoom lên thì các bác nhìn thấy không. Đấy, dưới tít dưới kia các bác thì có một cái chỗ mà trắng trắng ấy. Trắng trắng ở đây này các bác này. Con là chưa kịp nhìn mặt bố, bố cũng chưa nhìn mặt con. Đã mỗi người một nơi rồi. Chu. Mày nữa thì vài năm nữa thì mới đi học. Hiện tại thì với con đang ở với lại ông bà thôi. Bà thì là ở nhà là chăm thêm cả một là bạn nhỏ nhỏ nữa. Chuẩn bị khóc rồi đấy. Nhìn mặt là chuẩn bị khóc rồi. Biết rồi. Chắc là lấy cái này. Liệu này hơi tụi bay rồi nổ. Mà bà đây. Cắm này. Đấy. Này. Biết là xe này cho xe Khánh ra. Đẩy mạnh quá sợ. Xe này cho xe Khánh ra. Có tự ở này. Con xe này là mua là 200.000 các bác ạ, là ông với bà là mua cho. Xe này thiết kế rất là giống xe này thì yên tâm là không sợ bị đổ cả, vì là nó có 3 bánh. Không biết là bạn là gì đây này. Vậy ở trong nhà thì ông với bà thì có vẻ như là hai người ở thôi cô bác, cho nên là hai người ở thôi, với lại thêm là một người cháu nữa, thành ra là cũng không gian thì cũng không có gọi là cần quá là rộng cả, cần một cái chỗ mà có chỗ ăn chỗ ở thôi, chỗ ngủ nghỉ thôi. Hầu như là đi vào cái ngôi nhà nào thì cũng không thể nhìn, không để thiếu được là cái bếp củi như này cả cô bác ạ. Vào trong mùa đông thì rất là lạnh, hiện tại thì bắt đầu là không khí là se se lạnh một chút rồi. Mấy đứa mà đến trời mùa đông ấy là cái bếp này là không có bao giờ ngừng tắt cả các bác ạ. Lúc nào cũng phải trong tình trạng là có một chút là hơi ấm ở trong nhà thì nó mới lạnh, nó mới ấm được, chứ không là thời tiết rất là buốt. Vậy bên này thì có những cái vết nứt mà phải nói là cực kỳ là sâu này. Đấy. Nhà ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là như kiểu là có hang chuột là ở đây nữa. Đây thì chắc là chỗ ngủ của ông Bạch Khánh đấy các bác. Có những cái đèn pin này. Bên này thì dùng cái bếp củi lâu quá thành ra là phải dùng một cái tấm bạt để mà che lên ấy, cho nó đỡ bụi. Nhưng mà che lên một thời gian nào đấy cũng đen hết rồi. Nhưng ngủ thì chắc là cũng sẽ bị dính. Màng nhện là ở khắp nhà, khắp nơi luôn. Đây thì có những cái tấm ảnh, có thể là tấm ảnh của các bác này. Còn là đặc biệt là ra phía bên này là tấm ảnh của em Kinh, hay một người mà làm bố rất là sớm và cũng ra đi ở cái độ tuổi mà rất là trẻ. Con là vừa mới chào đời thôi. Kinh là đợt đấy là mất là đâu đó là mất được 3-4 ngày thôi các bác. Thì
thì là con nào mới chào đời, bé Khánh là chào đời đấy. À, bé Dung là đẻ ở cái chỗ này này các bác này, đẻ em Dung ấy là bé Khánh ấy. À, những cái đồ đạc ở trong nhà thì hầu như là cũng rất là sơ sài đó các bác. Có mỗi là nồi cơm điện đằng kia, nhưng mà nồi cơm điện này thì là bị hỏng mất rồi. Hai ông bà ở nhà là mỗi bữa ăn là cũng chỉ có thấy là toàn là bát là nhiều thôi. Đây thì không biết là bát gì đây. Xem là một nồi cơm, một nồi gang cơm này. À, một nồi này thì là nấu là ăn là nguyên một ngày luôn cô bác ạ, nồi này ấy. Đấy. Còn là ra phía bên này là không biết là chảo gì đây. Ôi. Chảo này là chảo dâu này cô bác này. À, chắc là từ sáng nay rồi. Tí lúc nào là đói là cứ thế mà ăn thôi. Đấy, hai vợ chồng thì ở thì đây là chắc là hai bữa là ông bà là chưa rửa bát rồi. Thấy là có bốn cái bát. À không không phải đâu các bác ạ. Có cả thêm bé Khánh nữa, cả thêm là bạn nhỏ bé bé kia nữa. Thành ra là mới có là tới tận là 5 cái bát. Bà thì ở nhà là vẫn còn là chắc là nuôi lợn này các bác này. Hầu như là đặc biệt là ở trên bản thì không thể thiếu lợn được. Mỗi gia đình chỉ có tầm độ là một con đến là hai con bé nhất. Còn là chỗ ngủ của bà thì chắc là với bé Khánh đang ngủ ở phía này này các bác này. Đấy, chỗ ngủ của bà với bé Khánh thì cho nó cũng không có tiện vào nữa, chỉ ở bên ngoài là xem thôi. Trong nhà thì phía bên này là có một cái bếp nấu cắm lợn, còn ra phía bên kia là có một cái bếp mà để mà nấu cơm. Bà thì đang cho bạn nhỏ này ngủ cho nên là cho được sẽ nói nhỏ một chút. Còn là Khánh thì nhẹ này sữa. Đấy. Ây à, chắc là no rồi các bác. No rồi không uống nữa. Ra bên này cho bé là đỡ phải ngẩng đầu. Này, uống đi, uống đi, uống không, uống không. À, uống. Uống không. Ê. Cái này rơi rồi, đây này. Vặn vặn rồi, rơi cả cái này ra này. Đấy. Đấy, vặn được cả cái đấy ra rồi, khỏe rồi. Thử lại cho em ấy uống không? Nào. À chắc là no rồi, không uống thì để đây. Úi giời, đây có một cái cối bằng đá này. Cái cối này là để mà nghiền nói là nghiền nghiền ngô đấy các bác. Nghiền ngô để mà thời thời xưa là nghiền cái ngô này để mà lấy làm ăn mèn mén đấy các bác, thời xưa ấy. Úi giời, bên này thì có cái một cái hang này, không biết là hang con gì đây, nhưng mà nhà đâu các bác, cho được nhìn thấy là thủng hết vào trong bên kia rồi này. Đây là hang, tức là con chuột gì đấy. Hay giả. Ném lên đây rồi. Này. Này. Cho này. Đấy. Chung là bé Khánh thì rất là đáng yêu đến thời điểm hiện tại đó các bác. Đây cũng trộm vía là không có mẹ, không có bố ở bên cạnh, ở với ông bà thôi. Thì rất là mạnh khỏe. Vậy ví như là bà là ví như là một cái mẹ luôn rồi. Một người mẹ 60 tuổi. Đấy. Này, chơi đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hôm nay thì Trần Đức cũng vào và gửi cái phần quà của bà An Phạm. Thì cũng xin thay mặt là bà và với lại là Bạch Khánh, cả thêm là ông nữa, gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Và chúc bà trên sau này sẽ đồng hành cùng với lại kênh bạn em thêm là nhiều hơn. Và chúc bà cũng thật nhiều sức khỏe để mà đi đồng hành được với lại và đi hỗ trợ được những cái số phận cũng như là những hoàn cảnh éo le ở trên vùng cao nữa. Và lời cuối cùng thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Và xin chào các bác. Nào Khánh, Tu Khánh, Tu Khánh, tiến lầu, tiến lầu. Bye 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 bye. Bye bye bye. Bảo bà không. À tạm mãi lại tới bay ổ. À. Bye bye nha. Cứ nhìn đi theo đâu. Lăn bay tạm mãi. Ừ. Tìm lăn bay à? Bay luôn. Bye bye Khánh, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you.
thoát.